đủ má vậy nó lo đặt cái này cho đỡ rồi cho đặng báo kia bảy đủ má vậy nó lo chịu nước cái mẹ nó luôn chứ là như báo đặng bảo rồi kinh đặng nó không có chảy rồi đâu tôi đủ má tôi do giữ nước kìa đủ má tôi phải bơm vụ nó mỹ rồi qua chắc cái máy chống tôi bơm ngoài đủ má tôi giữ nước lo lo giữ nước cái mẹ luôn ngoài này chóc ngoài á cái mương này có mở không không hôm nay đắp cái giáo cái bờ tôi không mở cái mưa bể cùng mẹ họ mới tôi nhét rồi tôi đắp luôn á tôi len đắp luôn mà ở đó bể cũng khỉ họ cho nó có miếng dán nữa mà đúng miếng dán tôi lấy len tôi lấy đắp cái nào rồi tôi mở tôi mở cái này tôi lo giữ nước chết mẹ tôi luôn tôi có dán đâu đắp này đắp trong mưa đây cũng còn bên mà mọc cũng còn ngoài kia giúp chưa kia đắp thôi cái đắp ngoài kia giúp chưa giúp đâu giúp giúp anh ngoài ngoài kia mình lúc này nhóc nó quên nó vô mà qua nữa nó mưa quá này dốc sập mà luôn nước dòng nó không giúp nổi ta giúp từ dưới vài bữa nó giúp chứ dụng cái mưa hôm cánh đồng luôn mà nước mênh mông chứ ngoài nó chảy sông lớn lớn hơn kiện họ cái tôi nói giữ nước cái bao nhỏ luôn mưa rồi xả ra mưa ba lần á sao mà nó giúp cái nước đẹp nó phải một bữa hay cái đường Phạm Hùng hồi sáng tôi ghé chỗ ô tô còn danh nó đủ ông Hoàng ông Lâm chật chung nó trời ơi đủ mẹ hồi xưa tới giờ mới thấy cái đường Phạm Hùng mà cái còn danh nó cao nó là như vậy không mà tối thì mưa lớn đẹp mưa lớn ghê luôn quá nó trời trời ông chưa từng thấy lớn gặp nó mấy bữa nay đang lớn ngồi vô nè nó đầy nhóc cái kinh mà kinh nó nước ruộng con qua nó đi vô đó chảy vô luôn ờ chảy vô luôn nhưng tại con không có lấy vô nước nó đang lớn nữa nó không có rút được con đang xịt thuốc mà không lấy vô xong hôm mưa đầy nhóc rồi nó chạm bờ má tôi lo giữ nước chết mẹ luôn nè xả ra cũng từ từ thì cũng từ từ ra chứ tại mình ngập mà khó hơn nữa chứ phải là ấy nó giúp kè nước nó đang dụ gì hai đậu má tại chân đậu là tại đó cái máy tôi còn kìa còn treo cái đụ má ngoài vụ mười khỉ kìa đụ má qua bơm đụ má thấy dòng chỉ mưa quá kẹt á tại vợ đó dạ rồi mưa đắp mưa 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 bớt cái đôi cây bà nó cho nó xả xả em đi không gì đâu mua máy một tí cái máy đắp mua máy tay giống cái cánh đồng rồi nó chảy hoài cũng được chảy cũng được mà tắt đỏ không xăng tắt rồi ông ai ông móc dán quăng ra luôn xăng nó có nhét rồi ai nhét nữa ăn không còn dịch không còn đâu ăn còn không ngồi không chơi một cái luôn á một sức luôn mở mà nó tràn vậy đủ mà không ai ăn cái cháo luôn á lần này không ăn nó nói sao tôi gặp cái đó họ khỏi nấu luôn thì má lại hứa với bạn nhẹ đi cho sắp tình cái gì ủa cho cũng đúng giấu sống lại đậu má thèm nữa má cho luôn dạ không con gà phải cầu cầu dịch bốn cái luôn không phải chỉ có hai người người anh biết không anh biết là gì gà không gì gà ở tại bụ quá cứ vô đó cho anh bốn cái vô cầu gà đá mà đụng nó bự như này bốn cái mà đụng anh mà đụng cũng được tôi không có tháo đó, không có thể. Cái nào tôi tháo tôi lo giữ nước với mẹ ông nội tôi không dám tháo nước. Giữ nước giờ ngon rồi ông ơi. Giữ nước có chứ đụng. Bơm nó vô. Cái nào được không? Giúp. Mà nó không biết ông trời. Tôi bên đây nè, tháo nhiều khi thấy tính phá mà nó quậy anh nó nội phá. Giữ làm gì? Cái tay nó quèo quèo sao không sình được mọi người. Có người cũng tháo của mày đó hả? Tháo thì cho đây nè. Mưa này nè. Mưa mày thôi chứ nước này đâu có còn ấy đâu. Đủ. Ông mà tháo cái này là đủ má đánh vụ vụ như hai tôi giật á là pháo xạ nó giật bay được cái nó lên sẵn rồi nó lên rồi từ từ rồi nó lên nữa mà nó kia mình ngỏ giữ lại cái đám kia nó đắp nó bớt da đặng nữa đắp chữa bệ rồi bệ rồi bệ rồi giữ này lại phải không xả tiếp không cho nó tôi cái đó phải không đủ má ông tháo này cũng nguy cơ nữa đủ má dụ gì hai nó giúp theo giúp theo đúng rồi đạp mỗi cỡ nào ngày mai là có lỗ xì đủ má tại vì cua đồng là đủ của tôi đi đạp tiếp với mẹ giữ nước thấy bà giúp mình bên kia giúp bà luôn à mẹ nước là mừng rồi dễ gì tôi qua tôi đem cái máy bơm trình sụi không à, nghệ thuật cán búa đó coi được không dễ gì okay. cái cán cũ có lấy về không là tôi đưa thôi con đám mấy sáng cao không có làm gì trơn cái đó chỉ là giờ là xuống cấp nó tra cái gì không không Sài Gòn xuống lũ tôi uống tra cán búa binh thì biết rồi nhưng mà để lắm không nào độ má chừng nào mà xong á không nhậu nữa không có nước uống má hay vậy đó uống rượu mà hút thuốc vô xài mà cố rồi vô đây uống hút cụ điếu bằng đủ uống bốn cái rượu bây giờ hút cụ chỉ ba điếu rồi thấy mày không không mấy người quen thì không nói không nhưng mà tôi cũng hút dữ mà thì tôi uống lúc nào cũng sai như trước ta nhậu hút dữ lắm không tôi còn dữ hơn ông nữa dữ hơn ông nữa chậu hôm nay hút thuốc này nè 170 lúc là đang ai ở đâu ở đó đủ mẹ mua là 201 cái thằng ông nội này mua 230 mà sao là 300 ngàn
mua lần một lần 230, cái sau lên 300 là khỏi mua, mua ông nội nè qua 201. Giờ bữa mua là 170, nay còn con điếu. Cái gì đi tao qua Hòa Bình liền. Tôi qua Sài Gòn chứ không qua Hòa Bình. Thường mấy lúc đó hút ba nó đù nó ho.